Xin chào các bạn, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nhá. Thì các bạn ơi, đấy, đây là hai cái đứa em của mình các bạn nhá. Em trai và em gái. Thì các bạn ơi, hôm nay sẽ là một series là mình sẽ đưa em trai em gái mình đi ra Hà Nội chơi các bạn nhá. Đấy, hai đứa hôm nay muốn đi chơi ở đâu? Em nghe ngoài Hà Nội có chỗ chơi bạt nhún thích lắm ạ. Đấy. Chơi cái bạt nhún. Đấy các bạn ạ. Em trai em gái mình thích chơi bạt nhún hôm nay các bạn nhá. Thì hôm nay bọn mình sẽ đi ra Hà Nội chơi, bọn mình sẽ chơi bạt nhún. Đấy, thử cảm giác nhảy bạt nhún lại các trò chơi mạo hiểm xem như thế nào các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ bọn em sẽ đi thay quần áo, anh đi thay quần áo đi ra Hà Nội nhá. Thay quần áo đẹp vào nhá. Rồi, ok, let's go. A few moments later. Đấy các bạn ơi, 180.000 chơi full luôn các bạn nhé. Đấy, 60 phút là 110 và mua cả tất chống trơn nữa là 50.000 các bạn ạ. Đấy, ba anh em mình sẽ vào chơi các bạn nhé. Bán cho mình 4 vé, cả bạn chơi nữa. Đấy, bây giờ là phải đi tất chống trơn các bạn ạ. 50.000 một đôi. Đắt hơn cái đôi này của mình các bạn ạ. Đất này của mình có mười mấy nghìn thôi. Ở dưới này nó có cái lớp này, lớp chống trơn các bạn. Đấy. Bây giờ ba anh em mình sẽ vào đây chơi trò chơi các bạn nhá. Đấy, và bọn mình sẽ chơi trận chiến luôn. Đấy, thua là sẽ phải mời nước hay là hình phạt các bạn nhá. Đấy, các bạn ơi, đấy, bọn mình đã đến nơi khu bên này bắt đúng các bạn nhá. Nhảy theo đi nhung mau. Bây giờ mình sẽ chơi nhảy bắt đúng trước các bạn nhá. Đầu tiên mình chơi nhảy bạt nhún các bạn ạ. Cảm thấy nó rất chi là thích các bạn nhá. Thì bây giờ ba anh em mình sẽ bắt đầu chơi cái trò chơi này các bạn nhá. Sau đó mình sẽ chơi tất cả các trò chơi khác các bạn nhá. Yeah, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Rồi. Mày các bạn ạ, có biết nhảy chưa? Biết rồi, nhảy chuyên nghiệp và khác đấy các bạn ạ. Đấy, thích không? Thích. Nhưng mà hơi mệt. Hơi mệt các bạn ạ. Thì nhảy bạt nhún này thực sự là phải có kỹ năng các bạn nhá. Nếu mà các bạn mà nhảy mà không có kỹ năng là sẽ gây tai nạn đấy. Đúng rồi, trèo chân đi chơi ấy. Thì bây giờ mà mình anh em mình sẽ nhảy lốt một lần nữa là anh em mình sẽ đi về bạn đi chơi trò chơi khác các bạn nhá. 1 2 3 4 lên. Ba ơi. Đấy. Cú cạo thế. Có cái trò. Đây các bạn này, leo núi đây này các bạn này. Đấy. Ua. Ua. Các bạn nhìn chưa? Đấy, leo lên tận trên này. Sao đây có dây với cả đai cho mọi người thử ạ? Nhưng mà đeo mặt đai bắt buộc phải đi ạ. Còn à, dây là mình tùy ạ. Em đeo cho anh em trai anh trước được không? Đấy. Nghe trò này thú vị đấy các bạn. Ở đây là có nhân viên hướng dẫn hết các bạn ạ. Anh xỏ chân có hai cái vòng này thôi em. Xỏ chân à? Vâng đấy. Mặc quần mà anh. Họ leo được không? Leo được được. Ai? Em. Em chưa biết được. Đấy. Nhìn cao quá. Em gái mình chắc chắn là sẽ thua mình rồi. Nhưng mà thằng họ là thằng em mình có vẻ thắng ở đây, nó tập thể hình các bạn ạ. Ngày xưa mình cũng trèo cây sướt các bạn ạ, trèo cây chuối. Đấy. Ôi, anh đeo cho em gái. Để em gái mình các bạn ạ. Các bạn ơi, leo núi này ấy, là các bạn ạ, các bạn phải đeo dây an toàn vào các bạn nhé. Tay bám vào, còn chân thì phải mới lên ạ. Áp thân được
một hai ba bắt đầu. Mình ở mức dễ các bạn. Về đâu các bạn? Một con em mình nhỉ các bạn này. Mình không để thấy em leo được. Nói chung là mình trèo cao con em mình nên đứa em gái mình thua các bạn nhá. Không, anh thua ấy. Đấy các bạn ơi. Trò này thằng em mình thắng các bạn ạ. Thì thua sẽ phải chui háng các bạn nhá. Cứ trận nào thua là bọn mình sẽ chui háng các bạn nhá. Chui luôn. Đấy. Rồi, thằng em mình thắng trận này. Nào. Nào. Đây đây. Nào. Anh em mình có khổ lắm các bạn ạ. Anh mình khổ lắm. Bây giờ mình sẽ đi chơi trò khác các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chơi trò bạn đối kháng các bạn nhá. Đấy, lần này mình cho em trai với em gái mình chơi trước các bạn ạ. Hiểu không? Hiểu chưa? Rồi, chơi luôn đi. Chơi nào. Chơi cho công bằng. Rồi. Thắng rồi, con này thắng rồi, thắng rồi. Mình nhập game mình thắng nha các bạn nha. Đâu? Chơi lại các bạn nha, thằng em mình chơi đéo. Rồi vào. Các bạn ơi, bây giờ đến trò chơi cái này gọi là gì nhỉ? Sasuke các bạn ạ. Đi trên không. Đi trên không. Thì có hai đường các bạn ạ. Đấy, thằng em mình thích chọn đường nào, em chọn đường nào? Em chọn đường này đi. Đấy các bạn này, đường này các bạn nhìn này, đi quay cho các bạn xem này. Đấy, đấy là đường của em mình các bạn nhá. Và đây là đường của mình. Đấy, đây là đường của mình các bạn nhá. Thì nick là ai về đến kia là người chiến thắng. Các bạn ạ. Rồi, em gái mình sẽ không chơi trận này để hai em mình nhá bạn nhá. Các bạn cổ vũ cho mình nhá. Nào bắt đầu. Cố lên anh nhá. Ôi, anh thấy phần đất rồi. Hầu đúng đất rồi. Anh đâu? Không, cho anh đất rồi. Ai đấy? Đất rồi, anh mời. Đó. Thế à? Có phải đâu. Cô ơi, 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 c
đi chậm vàng, đi chậm bánh vàng, đi chậm bánh vàng, đi chậm bánh vàng, đừng chậm đấy, đúng rồi. Đấy, đừng chậm bánh các bạn nhá, đừng chậm bánh các bạn nhá. Một sông đang các bạn ạ. Ôi trời ơi. Rồi. Đây còn đoạn đường này nữa. Thôi. Đấy. Cái này có vẻ dễ nhỉ? Đây dễ. Mấy em mình nó tập gym nó vẫn chơi được thôi các bạn ạ. Ôi trời ơi. Rồi. Họ chơi mức này không? Họ chơi mức này không? Mệt không? Mệt tái mồ hôi các bạn. Anh em mình nó phải ăn mình lúc nào nó thắng mình mà. Bây giờ chú thắng thôi. Được rồi, có chơi có chịu các bạn nhá. Đây. Tiếp tục anh Hưng, chú thắng nè. Đây, mày đây, 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 đây. Đây, sáng ở đây, đứng ở trong đây. Các bạn ơi, có chơi có chịu các bạn nhá. Các bạn ơi, cay lắm rồi, từ đây chui hai lần nữa mà. Rồi. Lần thứ hai các bạn nhá. Mới chỉ là một lần duy nhất thôi các bạn nhá. Các bạn đấy. Lần lên mình. Kéo này chui hám. Bắt vào. Bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.